Chào tất cả các em. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em chúng ta sẽ làm bài đề thi vào 10 trung học phổ thông của thành phố Hồ Chí Minh năm 2015-2016. Bây giờ chúng ta sẽ vào sửa bài thứ nhất. Bài 1: giải phương trình và hệ phương trình. A. X bình trừ 8 x cộng 15 bằng 0. Ở đây chúng ta sẽ tìm delta phẩy bằng 4 bình trừ 15 bằng 1 lớn 0. 16 trừ 15 bằng 1 lớn 0. Như vậy chúng ta có thể suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Là x sẽ bằng 4 và cộng với căn delta như vậy là bằng 5. 2. X sẽ bằng 4 trừ căn delta sẽ bằng 3. Như vậy đây chúng ta kết luận nghiệm của phương trình đó là x bằng 5 và x sẽ bằng 3. Các em xem lại. Với câu B, cho phương trình x bình 2 bình trừ căn 2 trừ 2 bằng 0. Ở đây chúng ta sẽ tính delta bằng căn 2 bình trừ 4 2 trừ 2 và sẽ được là 18 2 cộng là 16 18. 18 này lớn hơn 0. Như vậy khi delta lớn hơn 0 thì chúng ta suy ra phương trình có hai nghiệm phân biệt. Và x bằng căn 2 cộng căn 18 chia 2a, như vậy là chia 4. Chỗ này căn 18 chúng ta có thể phân tích thành căn 2 cộng với căn của 9 nhân 2, mà căn 9 thì chúng ta có thể đưa ra ngoài được căn nó bằng 3. Do đó ở đây thầy viết là 3 căn 2 chia 4 và chỗ này là được 4 căn 2, kết quả căn 2. 2 x sẽ bằng căn 2 trừ căn 18 trên 4 và đương nhiên chỗ này là căn 2 trừ 3 căn 2. Kết luận: tập nghiệm của hệ phương trình S sẽ bằng trừ căn 2 trên 2 hoặc là bằng căn 2. Các em xem lại. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành vào câu C. Vậy câu C đây là một phương trình trùng phương, đề cho như sau: x mũ 4 trừ 5 x bình trừ 6 bằng 0. Ở đây chúng ta đặt t sẽ bằng x bình, đương nhiên với x bình thì điều kiện của t sẽ phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy ta có phương trình x mũ 4 tức là bằng x bình tất cả bình phương. Như vậy đây chúng ta có thể viết t bình trừ 5 nhân với t trừ 6 bằng 0. Và chúng ta nhận thấy đây là dạng a trừ b cộng c bằng 0, nên phương trình có nghiệm t bằng trừ 1 hay t bằng trừ c trên a tức là bằng 6. Thì lưu ý chỗ này chúng ta phải loại. Và với t bằng 6 thì thầy có thể suy ra là x bình bằng 6, do đó x sẽ bằng cộng trừ căn 6. Nghiệm của phương trình là
Ở đây các em lưu ý khi mà chúng ta làm bài toán về phương trình đúng phương, chúng ta luôn để ý là cái điều kiện của ẩn chúng ta đặt ở đây là x bình như thế này, đây nó phải lớn hơn hoặc bằng không. Câu D, giải hệ phương trình 2x + 5y bằng -3 3x - y bằng 4. Đối với giải hệ phương trình này thì các em có thể bấm máy tính để kiểm tra kết quả trước, và như vậy sau khi chúng ta làm, chúng ta có thể chọn hai phương pháp, một là phương pháp thế, hai là phương pháp cộng đại số. Thì ở đây tôi chọn phương pháp cộng đại số và khử ẩn y. Như vậy chỗ này chúng ta chú ý, chúng ta sẽ đồng nhất cái hệ số này, trên này là 5 thì dưới này chúng ta mới có hệ số 1, chúng ta sẽ nhân hai vế này cho 5. Như vậy chỗ này thầy có là 15x - 5y bằng 20. Sau khi chúng ta đồng nhất hệ số rồi, chúng ta sẽ xem thử ở đây các hệ số này nó cùng dấu với nhau hay trái dấu. Thì ở đây cụ thể là trái dấu, do đó chúng ta sẽ cộng vế theo vế và chúng ta có để phương trình tương đương. Hai này cộng nhau là được 17x - 5y cộng với -5y thì hết. Như vậy bên kia -3 cộng 20 là được 10, 17, và thầy chọn một cái phương trình bất kỳ để ghi lại cho toán. Ở đây chúng ta tìm được x bằng 1 và thay số 1 này vào đây, 3 - y bằng 4, do đó y sẽ bằng -1. Kết luận nghiệm của hệ phương trình là x bằng 1 y bằng -1. Như vậy chúng ta đã làm xong câu 1. Các em có thể quan sát câu 1B. Câu 2. Câu 2 yêu cầu vẽ đồ thị hàm số y bằng x bình và y bằng x cộng 2 trên cùng một hệ trục tọa độ. Chúng ta làm như sau. Cho các hàm số P y bằng x bình và D y bằng x cộng 2. Bây giờ câu 3. Vẽ đồ thị của P và D trên một hệ trục OSD. Thế như vậy bây giờ chúng ta sẽ vẽ P trước, y bằng x phần có đồ thị là parabol, và cái parabol này có tọa độ định đó là O 0 0, nó có trục đối xứng là OI, và ở đây nó đi qua các điểm khi các em cho đi qua cả điểm, thì các em nên ghi cái tọa độ định nằm ở giữa và chúng ta thêm cả cái tọa độ khác xung quanh. Khi x bằng 0 chúng ta thay vào đây, chúng ta có y bằng 0, x bằng 1 thay vào chúng ta được y bằng 1, với x bằng 2 chúng ta thay vào chỗ này chúng ta tìm được y bằng 4, và tương tự ở đây chúng ta tìm được 1 và 4. Tiếp theo nữa là vẽ đường thẳng D. D y bằng x cộng 2 này có đồ thị là đường thẳng đi qua hai điểm. Chúng ta quan sát như sau. Thì ở đây là có quyền chọn x bằng 0, đấy 0 hay 3 chúng ta được y bằng 2. Và một điểm nữa đó là x bằng 2 thì y sẽ bằng 4. Như vậy chúng ta đã đủ dự kiện để vẽ hai đồ thị hàm số này.
Rồi là Parabol về và lưu hẳn chúng ta như sau. Như vậy là đây là bài xong bài 2A. Nếu ở đây trong câu B tìm giao điểm của parabol P và đường thẳng D bằng phép tính, nhưng mà dựa vào đó thì chúng ta có thể dự đoán trước được cái tọa độ giao điểm của đường thẳng D và parabol P là hai điểm. Điểm thứ nhất là tọa độ x bằng trừ 1 thì y sẽ bằng 1, và điểm thứ hai khi x bằng 2 thì chúng ta có y bằng 4. Như vậy chúng ta có thể dựa vào đồ thị để tìm giao điểm B. Tìm giao điểm của P và D bằng phép tính. Ở đây chúng ta phải lập phương trình hoàn đồ giao điểm. Với bài toán này thì chúng ta nhận thấy A trừ B cộng C bằng 0. Do đó nó có một nghiệm là x sẽ bằng trừ 1 và nghiệm còn lại là x sẽ bằng 2. Với x bằng trừ 1 thì thầy suy ra y của trừ 1 là bao nhiêu? Đó là 1. Từ đây với x bằng 2 thì thầy sẽ suy ra y của 2 và bằng 4. Như vậy chúng ta có các cái giao điểm như sau: trừ 1, 1 và phía này, hai bốn. Vậy D cắt P là hai điểm. Nhưng mà chúng ta đã làm xong câu số 2. Bây giờ chúng ta sẽ làm câu số 3. Trong câu số 3 có hai biểu thức A và B. Biểu thức A thì gồm có căn là tử và căn là mẫu. Thì thông thường khi gặp những bài toán có biểu thức như thế này, chúng ta cần phải lưu ý là đặt điều kiện. Tuy nhiên trong đề này á, thì điều kiện bài toán đã cho là x lớn hơn bằng 0 và x cả 4. Nó đã thỏa mãn tất cả những điều kiện của bài toán, cho nên chúng ta chỉ cần thực hiện các biểu tính toán để thủ cầu biểu thức mà thôi. Bài 3. Đây là cho x lớn hơn hoặc bằng 0 và x khác 4. Như vậy mẫu này là khác 0, căn x là thỏa mãn điều kiện, chỗ mẫu này cũng khác 0. Vậy bây giờ với x lớn hơn hoặc bằng 0 và x khác 4 thì chúng ta có A bằng như sau. Chỗ này chúng ta sẽ
nhân lượng liên hợp của nó plus đây. Như vậy chúng ta thấy hai mẫu này nhân với nhau đây là lượng liên hợp của chúng. Do đó mẫu của chúng ta là x trừ 4. Căn x nhân căn x được x cộng 2 căn x. Chỗ này chúng ta nhân vào căn x nhân căn x chúng ta được x căn x nhân trừ 1 trừ căn x được trừ 2 căn x cộng 2. Bây giờ hai vế này nó có cùng mẫu, do đó chúng ta chỉ cần thực hiện các phép toán x cộng x thì được 2 2 căn x trừ 2 căn x hết, như vậy là còn trừ căn x và cộng 2 cộng căn x trừ 10 tất cả chia x trừ 4 hay đủ gọi như sau. Hai x chúng ta giữ nguyên trừ căn x và cộng căn x hết, 2 trừ 10 như vậy có trừ 8 chia x trừ 4, chúng ta lại tiếp tục đặt hình tượng chung 2 x trừ 4 chia x trừ 4, vậy là con a ba bằng 2. Như vậy chúng ta đã thu gom xong biểu thức a. Bây giờ chúng ta vào câu b. Trong bài toán này chúng ta nhận thấy có rất nhiều biểu thức của trừ căn, và trong biểu thức căn này có căn, như vậy chúng ta cần phải phân tích cả cái biểu thức như 43 cộng 24 căn 3, 7 cộng 1 căn 3 này và 13 trừ 1 căn 3 nó là gì. Chúng ta chú ý ở đây, thì chỗ này chúng ta chú ý thì án này này, đây trừ 4 thì thầy có thể phân tích thành 2 nhân với 2 căn 3 nhân 1, hoặc là thầy có thể phân tích thành 2 nhân 2 nhân căn 3 để thầy chuyển về dạng là trừ 2 a b, thì chúng ta sẽ xác định được hệ số a và hệ số b. Ví dụ như trong trường hợp phía trên này thì đây là trừ 2 a là 2 căn 3, b là bằng 1, như vậy trước a bình là bao nhiêu, 2 căn 3 bình phương, 2 căn 3 bình phương thì chúng ta thấy chỗ này sẽ bằng 12. B bình là 1, vậy 12 cộng 1 là được 13. Chúng ta phân tích chính xác dòng thứ nhất. Vậy thì dòng thứ hai chúng ta không cần thiết nữa. Tiếp tục chúng ta phân tích 7 cộng 4 căn 3. Nhưng mà ở đây thầy cũng chú ý căn 4 căn 3 này cộng với 2 nhân 4 căn 3 thì phải phân tích thành 2 căn 3 nhân 1, hoặc là cộng 2 nhân 2 nhân căn 3. Thì nếu như theo cái biểu thức ở phía trên thì chúng ta sẽ tìm được là 12 và 1 như thế này. Nhưng mà 12 cộng 1 thì được 13 thì nó khác các bạn. Do đó vế thứ nhất không phải đáng. Ở đây thầy có cộng 2 AB, A là bằng 2, B bằng 3, căn 3 như thế này. Vậy thì A bình là bằng 4, còn căn 3 bình tức là B bình sẽ bằng 3, 4 cộng 3 bằng 7. Như vậy thầy phân tích chính xác. Rồi. Vậy thì khi mà chúng ta đã phân tích ra được cái biểu thức như thế này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đưa về hàm thức. Ví dụ 12 trừ 2 nhân với 2 căn 3 nhân 1 cộng 1 như thế này, chúng ta có thể biến thành 2 căn 3 trừ 1 tất cả bình phương. Và như thế này thì sẽ được 2 cộng căn 3 tất cả bình phương hơn nữa 43 cộng 24 căn 3. Và
Vậy thì 24 căn 3 thì là phương thức thứ 2 nhân với 12 căn 3. Hoặc là thầy phương thức 2 nhân với 2 nhân 6 căn 3. Cũng có thể là 2 nhân với 4 nhân với 3 căn 3. Bây giờ thầy định nhập 12 căn 3 bình phương thì phải là 144 rồi nhân 3 thì nó chắc chắn sẽ là hơn 43. Bên này như vậy 4 2 bình phương 4 cộng với 6 căn 3 bình phương tức là 108 được thì nó phải là 112, vậy nó lớn hơn 43. Thì ở đây chúng ta có 4 bình là được 16, 3 căn 3 bình là được 27. 16 và 27 là 43, chính xác. Do đó 43 cộng 24 căn 3 này thì thầy sẽ phân tích nó thành 4 cộng 3 căn 3 tất cả bình phương. Như vậy về cơ bản ba biểu thức quan trọng nhất thì thầy đã làm rồi. Chúng ta chỉ cần biến kết quả hóa đây. Tiếp theo chúng ta lưu ý chỗ này, đây là dạng a bình nhân b bình thì có thể biến thành a nhân b tất cả bình phương, do đó thầy làm còn lại là 2 căn 3 trừ 1 nhân với 2 cộng căn 3 tất cả bình phương trừ 8 20 cộng 2. Ở đây khi một bình phương, một biểu thức bình phương trong căn thì đưa ra ngoài chúng ta cần có dấu giá trị tuyệt đối, nhưng mà cho ở trong này đặt là số dương, do đó chúng ta không cần tuyệt đối nào. Nhân vào 2 căn 3 nhân 2 được 4 căn 3, 2 căn 3 nhân với căn 3 là được 6 trừ 2 trừ căn 3 tất cả bình phương trừ 8 20 28 4 xin lỗi là 6 căn 3. Rồi. Vậy bây giờ chúng ta làm toán này. 4 cộng 13 căn 3 tất cả 12 trừ 8 nhân với căn của 28 cộng 6 căn 3. Thì chúng ta có thể phân tích 6 căn 3 này là bằng 2 nhân 3 căn 3 nhân 11. Đúng không nào? Vậy thì ở đây 2AB, A bình phương, 3 căn 3 bình phương thì nó phải bằng 27. Và B bình nó bằng 1. Và cái chỗ này 27 bằng 1 là 28, chính xác. Chúng ta có thể phân tích được là 3 căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Do đó ở đây thầy có thể đưa về 3 căn 3 cộng 1 tất cả bình phương. Khai triển ra 10, 16 4, 32, thêm 2 nữa là 24 căn 3 cộng bình phương là 27 trừ bình phương trong căn thì chúng ta có thể đưa ra ngoài là thêm dấu giá trị tuyệt đối, nhưng ở đây là số dương cho nên tôi ghi lại như cũ. 16, 27 là 43 cộng 24 căn 3 trừ 24 căn 3 là trừ 8. 24 căn 3 trừ 24 căn 3 hết, 43 trừ 8 thì sẽ được là 55. Vậy đây là 35. Các em có thể quan sát lại bài toán. Như vậy một chỗ vấn đề ở trong bài toán B này đó là chúng ta phải phân tích được những biểu thức có chứa căn. Bây giờ chúng ta sẽ vào bài 4. Cho phương trình x bình trừ m x rồi m trừ 2 bằng 0 phương trình 1. Và ở đây m là tham số, x là ẩn. Câu A chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm. Phân biệt
hóa M. Thì ở đây này, cái phương trình 1 chúng ta như sau. Bằng 0, nó có delta là bằng M bình trừ 4 AC. Như vậy là bằng M bình trừ 4 M cộng 8, thì chỗ này thầy sẽ tắt số 8 này thành 4 và 1. Chúng ta nhận thấy bán đầu tiên này chính là hàm thức M trừ 2 tất cả bình phương cộng 4, và bình phương thì luôn không không âm, do đó nếu cộng thứ 4 thì cái này sẽ luôn lớn hơn hoặc bằng 4, mà lớn hơn 4 thì chắc chắn nó sẽ lớn không với mọi M. Do đó ở đây thầy gọi delta là hơn không với mọi M, nên phương trình 1 luôn có hai nghiệm phân biệt. X1, X2. B. Đừng nên mở để hai nhớ mối hai của một thỏa mãn. Thế như vậy ở đây chúng ta thấy trong cả biểu thức này thì có F1 trừ 1 và F2 trừ 1. Như vậy chúng ta phải kiểm tra xem thử hai nghiệm F1 và F2 ở đây này nó có khác 1 hay không. Thì thầy tính F của 1, tức là thầy lấy X1 thì thay vào phương trình này. Đây gọi là 1 trừ M cộng M trừ 2, thì nó sẽ bằng là trừ 1 mà trừ 1 thì cả 0. Do đó 1 x bằng 1 này không phải là nghiệm một phương trình. Mà x bằng 1 phải là nghiệm một phương trình rồi, thì đơn nhiên cái nghiệm một phương trình là x1, x2 này nó sẽ khác 1. Do đó biểu thức này là những biểu thức có nghiệm. Bây giờ ta có x1 là nghiệm, suy ra x1 bình trừ m x1 cộng m trừ 2 bằng 0 này, thì cái này là phỏ mạc bằng 0. Tức là gì? Khi một cái số nào đó gọi là nghiệm phương trình thì thay số đó vào phương trình, chúng ta sẽ có phương trình đó bằng 0. Thì ngang đây thầy sẽ suy ra x1 bình trừ 2 bằng chuyển vế m nhân x1 trừ m, thì chỗ này nó sẽ tương đương tiếp là x1 bình trừ 2 bằng m nhân với x1 trừ 1. Do x1 khác 1 nên cái x1 trừ 1 này nó sẽ khác 0. Thì bây giờ chúng ta chia hai vế, chia hai vế cho x1 trừ 1, thì thầy sẽ có là x1 bình trừ 2 chuyển cho x1 trừ 1 bằng m, cái thứ nhất. Xong. Tương tự, x2 là nghiệm, nên ở đây thầy suy ra là x2 bình trừ m nhân với x2 cộng m trừ 2 bằng 0. Và chúng ta cũng tìm được là x2 bình trừ 2 trên x2 trừ 1 bằng m 2 sao. Từ 1 sao và 2 sao, thầy suy ra x1 bình trừ 2 trên x1 trừ 1 nhân với x2 bình trừ 2 trên x2 bình trừ 1 bằng 4 này, nó sẽ tương đương với ăn này
Thì thầy vừa tìm được đáp án M, M bằng 4, tức là M bình bằng 4, do đó M sẽ bằng cộng trừ 2. Kết luận trừ 2. Ở đây các em có thể lưu ý một điều là ngang cái đoạn này chúng ta có thể nhân các biểu thức này là với nhau, và các em có thể sử dụng cái gì, đó là sử dụng cái hệ thức biệt gồm x1 cộng x2 và x1 nhân với x2 để thay vào biểu thức, sau đó sẽ biến đổi nó về m và chúng ta cũng sẽ tìm được m đó bằng cộng trừ 2. Bây giờ các em hãy chuẩn bị bài toán số 5, các em cố gắng vẽ hình trước thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào bài 5. Trong bài 5 người ta cho tam giác ABC với cạnh AB nhỏ hơn cạnh AC, yêu cầu vẽ đường tròn đường kính BC có tâm là O. Đường tròn này là cắt AC tại E, cắt AB tại F, rồi H là giao điểm của BE và CF, D là giao điểm của AH kéo dài với BC. Bây giờ câu A, chứng minh AD vuông góc BC và AH nhân AD bằng AE nhân AC. Thế vậy ở đây thầy ý là chúng ta cần chứng minh AD vuông góc BC. Thế chúng ta làm như thế nào? Chúng ta xét này, điểm A và F thuộc đường tròn đường kính BC, nên E và F này là góc nội tiếp chẵn ở đường tròn, nên số đo của nó là bằng 90 độ. Đây, nên suy ra góc BEC thì bằng góc BFC và bằng 90 độ 2. BE vuông góc AC và CF thì vuông góc AB. Mà H này này là giao điểm của BE và CF. Chúng ta nhận thấy trong tam giác ABC, BE vuông góc AC nên BE là đường cao thứ nhất, CF vuông góc AB nên CF là đường cao thứ hai. Do đó H là giao điểm của hai đường cao này nên H là trực tâm. Mà đã là trực tâm thì đương nhiên AH sẽ là đường cao thứ ba. Do đó AH sẽ vuông góc với BC. Suy ra H là trực tâm của tam giác ABC. Thầy suy ra AH vuông góc BC vì đây là đường cao thứ ba, hay AD vuông góc BC chúng ta chứng minh được ý thứ nhất. Bây giờ chúng ta qua 2y. AH nhân AD bằng AE nhân AC. Ở đây chúng ta thấy AH nhân AD bằng AE nhân AC. Thì khi nào chúng ta gặp những cái bài toán mà tức của các con thang như thế này, chúng ta cần phải chú ý tới tỷ lệ. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy là AH nhân AD bằng AE nhân AC, thì chúng ta có thể suy ra tỷ lệ là AH thì trên AC và sẽ bằng AE trên AD. Như vậy khi nhắc tới tỷ lệ thì chúng ta lại chú ý tới tam giác đồng giác như sau. Ở đây thì sẽ tam giác AEH và tam giác ADC có, thứ nhất đó là góc A chung, thứ hai góc AEH thì bằng góc ADC vì cùng bằng 90 độ. Như vậy chúng ta có thể suy ra tam giác AEH này đồng dạng tam giác ABC theo trường hợp là góc góc. Như vậy thầy suy ra AE
trên AD thì bằng AH trên AC. Do đó ở đây chúng ta nhân kéo lên chúng ta sẽ có AE nhân AC sẽ bằng AH nhân AD. Đây là điều cần chứng minh. Sau đó chúng ta sẽ chuyển qua câu của B. Bây giờ chúng ta vào câu B, chứng minh tứ giác AFBO nổi tiếng. Như vậy ở đây để chúng ta chứng minh được cái tứ giác AFDO này nổi tiếng thì chúng ta có thể chứng minh hai góc đối diện cộng lại bằng 180 độ, ví dụ như là cái góc này và góc này. Thì thay vì chứng minh hai góc này cộng lại 180 độ, thầy có thể chứng minh được góc AFD và góc bên ngoài này bằng nhau, thì chúng ta cũng có thể chứng minh tứ giác AFBO nổi tiếp. Bây giờ phân tích tiếp. Vậy thì ở đây ta thấy điều gì? À, góc này là góc ở tâm của đường tròn O, nó có số đo bằng số đo trúng AC. Còn góc này á, thì nó sẽ bằng hai góc như sau. Đó là góc AFC cộng với CFD. Này. Hai góc này, góc số 1, góc số 2. Thì bây giờ chúng ta cần phải chứng minh nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta chú ý với góc số 2 này á, thì nó sẽ bằng những cái góc nào, góc số 1 này bằng góc nào. Chúng ta làm như sau. Theo câu A, ta có AD vuông góc với BC. Tứ giác BD thẳng E có góc F bằng góc D bằng 90 độ, và đây là hai góc đối diện. Như vậy thì ta sẽ suy ra tứ giác BD hạt F nổi tiếp. Do đó thầy suy ra góc DFH bằng góc DBH. Như vậy là cái góc số 2 này nó sẽ bằng góc số 2 này. Đây. 2. Chúng ta nhận thấy DFH bằng góc này DBH thực chất là góc CBA. CBA. Như vậy ở đây mà thầy có này, trong đường tròn O góc CBA thì chẳng cũng AC. Ở đây. Mà CBA này. Như vậy là số đo ngày nay sẽ bằng 1 phần A số đo cung A AC. Chúng ta chú ý chỗ này. Như vậy ở đây thầy có thể suy ra được là số đo DFH này nó sẽ bằng 1 phần A số đo cung A AC. Bây giờ tiếp tục thầy gọi gì? Trong đường tròn O, đường tròn tâm O, thầy có góc CFA thì nó chẳng cung AC.
C F A chặn cung AC, tức là góc F1 á, chặn cung AC, do đó góc F1 này nó cũng bằng bằng nửa slo của cái cung cung AC. Cung AC. Nên hãy suy ra số đo của CFA bằng 1/2 số đo cung AC. Như vậy qua hai này thì chúng ta thấy rằng DFH góc F2 bằng 1/2 số đo cung AC, góc F1 cũng bằng 1/2 số đo cung AC. Nên ở đây thầy suy ra góc DFA thì bằng góc DFH cộng với góc CFA, mà mỗi góc này đều bằng 1/2 số đo của cung AC. Do đó đây thầy có số đo của cái góc này, đây số đo góc này DFA này thì sẽ bằng số đo của cung AC. Như vậy ở đây qua cái chỗ này thì ta thấy rằng góc DFA có số đo bằng cung AC, mà góc COE này là góc ở tâm, nó cũng có số đo bằng số đo cung AC, mà số đo góc COE cũng bằng số đo cung AC vì tính chất này là góc ở tâm. Như vậy ta thấy số đo DFA và số đo COE sẽ bằng bằng nhau. Như vậy suy ra DFA bằng COE. Rồi. Từ đó thầy suy ra từ giá AFDO đầu tiên sẽ có thể quan sát vì sao này góc này DFA bằng góc COE thì suy ra DFA cộng với DOE bằng 180 độ vì chỉ hai góc đối, nên từ giá AFDO này nổi tiếng. Như vậy chúng ta đã xong câu B. Câu C. Trên tia đối tia DE của DE lấy L sao cho DL bằng DF và tính số góc BLC bằng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta cùng quan sát lại hình ảnh một lần nữa. Chúng ta nhận thấy điều gì? Thứ nhất, chúng ta thấy chúng ta vẽ xong á thì điểm L này nó nằm trên đường tròn O. Mà nếu điểm L này nằm trên đường tròn O thì thầy có góc này, góc FLE sẽ bằng góc FCE. Bởi vì nếu L nằm trên đường tròn thì góc FLE và góc FCE là hai góc nối tiếp cung chặn cung FE nên chúng bằng nhau. Vậy thì để tìm nguyên L nằm trên đường tròn thì ta có thể dùng ngược lại, đó là dùng cái định lý của cung chứa góc. Nếu hai điểm cùng nhìn một đoạn thẳng dưới những góc không đổi thì những điểm này á, FECL này cùng nằm trên một đường tròn. Mà ở đây chúng ta đã có F, E và C nằm trên đường tròn O nên chúng ta có thể suy ra điểm L nằm trên đường tròn O, và từ đó suy ra được là cái số đo cung BLC này, số đo của góc BLC này. Vậy làm thế nào để chứng minh hai góc này bằng nhau thì chúng ta cùng quan sát một số chỗ như sau.
Ở đây thầy có góc FCE, góc FCE là góc nối tiếp chắn trung AB. Vậy thì góc FCE này nó như thế nào? À đây, thầy có góc FOE là góc ở tâm chắn cung FE, nên góc FCE sẽ bằng 1/2 số đó của góc FOE. Mà chúng ta đã chứng minh được là góc FDOE này nối đầu tiên, thì chúng ta xuyên được góc FDE sẽ bằng góc FOE. Đồng thời ở đây thầy có góc FLD thì nó bằng góc LFD, vì hai góc này nằm trong tam giác cứng BFL. Và chúng ta đã định hình được cái cách làm rồi. Chúng ta làm như sau. Thứ nhất đó là tam giác BFL cân. Tại đây bởi vì thầy gọi là BF bằng BL là giả thiết cho, mà tam giác cân ấy, thì thầy suy ra được góc DFL bằng góc DL. Hai góc này bằng nhau, mà ta thấy đó là góc EDF cộng với FDL bằng 180 độ. Đồng thời thầy có góc DFL cộng góc DL cộng góc FDL cũng bằng 180 độ. Bởi vì đây là tổng ba góc trong tam giác, còn trên này là kề mù. Thì từ đây thầy vừa suy ra, à cái anh này cộng FDL ở đây, hai anh này cộng FDL cũng bằng 180 độ, nên chúng ta suy ra được FDF thì bằng DFL cộng với DLF. Mà hai góc này thì bằng bằng nhau, cho nên thầy mình ghi như sau, đó là FDF bằng hai lần góc FLD. Rồi, FDE bằng 2 lần góc FLD. 2 lần nữa đây. Góc FLE EDF này là bằng 2 lần góc này, thì tức là góc này nó sẽ bằng 1/2 góc. Góc kia FLE bằng 1/2 số đó của góc FDE. 1. Thứ hai, từ giá FFOD hoặc là EFOD DO nối tiếp chứng minh trên, thì thầy suy ra góc FDE nó sẽ bằng góc FOE. Tính chất góc nối tiếp chẳng hạn FE ở đây là trong đường tròn ngoài tiếp từ giá EFDO nha. Rồi tiếp theo ở chỗ này á, thầy đặt đây là 2 trong đường tròn O, thầy có góc FCE thì có số đo bằng 1/2 số đo của cung FE. Bởi vì trong đường tròn O thì góc FCE này chắn cung FE, nên có số đo bằng nửa số đo cung. Và góc FOE thì có số đo sẽ bằng số đo của cung FE, vì đây là góc ở tâm. Do đó thầy suy ra FCE bằng 1/2 góc FOE
Như vậy chúng ta thấy này, góc này, góc L, L1 này, nó sẽ bằng 1 phần 2 góc D, D2 này. Và góc D2 thì bằng góc O, O2. Mà góc C, C1 thì bằng 1 phần 2 góc O2. Như vậy hai góc này đều bằng 1 phần 2 những cái góc D2 và O2 này. Do đó góc L1 và góc C, C1 là bằng, bằng nhau. Suy ra góc F, L2 bằng góc F, C2. Rồi hai góc này bằng nhau, chứng tỏ L và C và cùng nhìn FE giữa một góc không đổi. Vậy bốn điểm L, C, E, F cùng thuộc một đường tròn. Cùng chung là một đường tròn. Ở đây mà F, E và C thì nó là thuộc đường tròn O rồi, nên chúng ta suy ra điểm L nó cũng phải thuộc đường tròn O. Điểm L thuộc đường tròn O thì L nằm trên đường tròn O với đường kính là BC, nên nó sẽ nhìn BC dưới một góc là 90 độ BLC. Các em quan sát bài toán một lần nữa. Câu D. RS lần lượt là hình chiếu của VC lên chiều minh DE, còn về DE chiều bằng RS. Ở đây chúng ta cần phải kéo dài F chiều của B trên F là N, nên B sẽ vuông góc với F. F tương tự F là hình chiếu của C trên F nên S này, tức là C F sẽ vuông góc với F, thì gọi điểm Y là giao của FC với đường tròn O. Chúng ta nối BI là với nhau. Thì điểm Y nằm trên đường tròn đường kính BC, nên nó nhìn BC dưới một góc góc vuông. Bây giờ chúng ta làm như sau. Rồi lấy đường tròn O, bây giờ từ giá RSIB có góc R bằng 90 độ, góc S cũng bằng 90 độ và góc Y này bằng 90 độ, nên thầy suy ra RSIB là hình chữ nhật. Nó là hình chữ nhật. RSIB là hình chữ nhật thì chúng ta sẽ suy ra điều gì? Suy ra được RS sẽ bằng B, BI. Và ở đây thầy có thể suy ra hai cạnh song song
hai cạnh đối của hình nhật thì nó song song với nhau, suy ra là E song song B. Thì chúng ta nhận thấy FA song song BI, thì chúng ta suy ra hai góc, hai góc này ở đây là hai góc ở vị trí sau đây, ta suy ra góc E F AB sẽ bằng ABI, mà chúng là những góc nội tiếp của đường tròn O, là những góc nội tiếp của đường tròn O, nên hệ là suy ra được các cung bì đẳng, đó là cung FB thì nó sẽ bằng cung AI, hay là cả dây cung này nó sẽ bằng bằng nhau số 1 1 của cửa B. Đồng thời ở đây ta có DF bằng DL, giả thiết cho OF bằng OL. Vì sao? Vì cùng bằng bán kính của đường tròn, thì qua hai cái này thầy có thể suy được DO là trung trực của FL, mà B nó thuộc đường thẳng đến DO, do đó chúng ta có thể suy ra được là BF bằng BL. Vì điểm thuộc trung trực thì cắt đều hai đầu đoạn thẳng, chúng ta có thể quan sát đây là số 2. Như vậy dựa vào 1 và 2 chúng ta suy ra được AI bằng BL. Thay đổi B bây giờ chúng ta cùng quan sát ở đây. Thay có góc đó là ABI, góc này nó chặn cung AI, và góc BIL chặn cung BL, là hai góc nội tiếp mà hai cung BL và AI bằng nhau, nên hai góc này sẽ bằng nhau. Trong đường tròn O thầy có ABI sẽ bằng BIL, nối tiếp chặn hai cung AI và BL bằng nhau, nên hai góc này bằng nhau mà chúng ở vị trí sau đây, chúng ta có thể nhìn thấy được, thì ta có thể suy ra được đó là BE song song với LI. Vậy tứ sao và hai sao, chúng ta suy ra được tứ giác BEIL có hai cạnh đáy song song và hai cạnh bên bằng nhau, nên nó là một hình hai cân. Suy ra B E I L là hình hai cân. Mà tính chất hình hai cân thì sẽ suy ra được hai đường chéo nó bằng nhau, đó là B I sẽ bằng E L. Vậy ở trên chúng ta có đó là R S bằng B I và BI bằng L, nên từ đây chúng ta suy ra RS bằng EL,
mà EL thì bằng DE cộng với DL vậy RE sẽ bằng DE cộng DL, hay RE này bằng DE cộng với DE vì DL thì bằng DE ở đây, DL bằng DE chúng ta đã giải xong rồi đó. Các em có thể quan sát lại đây khoảng như vậy, đây là một bài toán rất điển hình để áp dụng những quy tắc về tam giác đồng dạng, về các tính chất của các nội tiếp trong một đường tròn, và cần các em tập trung nhiều hơn, tư duy nhiều hơn. Do đó đây là một đề toán rất là hay. Thì hy vọng qua bài này thì các em sẽ học hỏi được nhiều hơn và rút được nhiều kinh nghiệm hơn. Chúc các em trong kỳ thi sắp tới đạt được kết quả cao. Thưa ngài, chào các em. Oh yeah!